Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chuyện xưa không cũ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi kênh giữa rất nhiều những sự lựa chọn khác. Quý vị và các bạn thân mến, Marie Curie được biết đến là nhà khoa học thiên tài của thế kỷ 20 với những phát minh làm thay đổi nhân loại. Bà là người phụ nữ đầu tiên được trao giải Nobel và cũng là người duy nhất được trao giải thưởng này ở hai lĩnh vực khác nhau là vật lý và hóa học. Sự lỗi lạc của bà thì ai cũng biết, nhưng lại ít ai biết rằng bà từng dính vào những bê bối gây chấn động cả nước Pháp và thế giới. Thực sự, phía sau ánh hào quang rực rỡ trong sự nghiệp của bà là bí mật khiến hậu thế ngỡ ngàng, ngơ ngác. Hãy tiếp tục theo dõi video để biết đó là những bí mật gì. Quý vị và các bạn thân mến, phải là người rất nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng thì những bí mật cuộc đời của họ mới được hậu thế quan tâm. Vậy nên, trước tiên, hãy cùng tìm hiểu xem Marie Curie là ai, nổi tiếng thế nào, ảnh hưởng ra sao trước khi vén tấm màn bí mật về cuộc đời của bà. Bạn có thể nghe thấy tên Marie Curie và biết những thành tựu khoa học của bà rồi, nhưng có thể bạn sẽ chưa biết những điều mà chúng tôi sẽ chia sẻ ngay dưới đây. Marie Curie sinh ngày 7 tháng 11 năm 1867 ở Ba Lan và mất ngày 4 tháng 7 năm 1934 ở nước Pháp. Bà là con gái út trong một gia đình có 5 anh chị em, bố mẹ đều là giáo viên. Khi Marie Curie lên 10 tuổi, mẹ của bà mất vì bị bệnh lao. Kể từ đó, gia đình của bà rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Thờ cấp sách đi học, Marie luôn giữ vị trí đứng đầu ở trường. Mặc dù vậy, những thành tựu học tập ấy đã không thể giúp bà vào được Đại học Warsaw, ngôi trường chỉ dành cho những nam sinh. Marie đã tiếp tục sự nghiệp học hành của mình ở một trường đại học chui với những lớp bí mật dưới lòng đất. Marie và chị gái từng ước mơ đi du học để có tấm bằng đại học chính thức, nhưng đã không đủ khả năng tài chính để chi trả học phí. Vậy nên, bà đã quyết định đi làm để hỗ trợ cho chị đi học y khoa. Marie làm giáo sư và giáo viên dạy trẻ. Thời gian rảnh, bà tiếp tục nghiên cứu, đọc sách về vật lý, hóa học và toán học. Sau 5 năm làm gia sư, khi đã 24 tuổi, nhờ sự giúp đỡ của người chị cả, Marie được sang Paris học tại trường đại học Sorbonne. Một trường đại học danh tiếng, coi trọng tri thức và nhân tài, trân trọng những người có học vấn cao. Tại đây, Marie đã dành tất cả thời gian và tâm sức của mình cho việc học tập và nghiên cứu khoa học. Ngay khi đang còn là sinh viên năm thứ 3, Marie đã được cấp bằng thạc sĩ vật lý. Tới năm thứ 4 thì được cấp bằng thạc sĩ số học. Ngoài ra, Marie còn nói viết thành thạo những thứ tiếng như là Pháp, Nga, Anh, Đức và quyết tâm làm luận án tiến sĩ vật lý. Marie Curie dành nhiều thời gian cho học tập và nghiên cứu, trong khi đó hầu như bà chỉ sống bằng bánh mì, bơ và trà nên đã hay bị thiếu máu và ngất. Có thể nói rằng con đường chinh phục khoa học của bà là một con đường rất chông gai. Thế nhưng trên chính con đường chông gai ấy, bà đã có cơ hội gặp gỡ với chồng của mình là nhà vật lý học người Pháp Pierre Curie, và tình yêu với ông chính là tình yêu thứ hai trong cuộc đời của bà. Năm 1903, bà nhận giải Nobel vật lý cùng với chồng của mình và Henri Becquerel, một nhà nghiên cứu về bức xạ. 8 năm sau, Marie Curie tiếp tục đoạt giải Nobel hóa học nhờ khám phá ra hai nguyên tố hóa học là radium và polonium. Marie Curie trở thành hiện tượng hiếm hoi của giới khoa học khi đã đoạt được hai giải Nobel trong hai lĩnh vực khác nhau. Marie Curie nổi tiếng là một trong những nhà khoa học quên mình về nghiên cứu. Trong lúc làm việc, bà đã bị nhiễm độc phóng xạ do không có biện pháp an toàn nào triệt để. Ngày 4 tháng 7 năm 1934, Marie Curie đã qua đời vì thiếu máu bất sản, tức là máu không thể tái tạo do nhiễm xạ. Trước đó thì chất phóng xạ còn khiến bà mắc chứng đục thủy tinh thể dẫn tới mù lòa. Cho tới tận ngày nay, cơ thể của bà hiện vẫn đang nhiễm phóng xạ và được đặt trong một chiếc quan tài có lớp chì dày tới 2,5cm lót ở bên trong để ngăn phóng xạ phát tán ra môi trường xung quanh. Không chỉ riêng cơ thể của bà mà nhiều vật dụng đồ dùng cá nhân của Marie Curie như là đồ nội thất, quần áo, sách dạy nấu ăn và các cuốn sổ ghi chú trong phòng thí nghiệm vẫn còn nhiễm phóng xạ dù đã hơn 100 năm trôi qua. Trong số những món đồ kể trên, cuốn sổ tay chứa nhiều ghi chép của bà Marie Curie được coi là báu vật của nền khoa học thế giới, hiện đang được bảo quản trong hộp chì ở Thư viện Quốc gia Pháp. Được biết, cuốn sổ này đã nhiễm chất phóng xạ radium 226 và có chu kỳ bán rã là 1.600 năm, tức là sau 1.600 năm sau, lượng chất phóng xạ này sẽ giảm đi một nửa so với ban đầu.
Tất cả những du khách muốn được chiêm ngưỡng tận mắt cuốn sổ này sẽ phải ký giấy chịu trách nhiệm hoàn toàn cho bất kỳ sự cố nào nếu có và sẽ phải mặc quần áo bảo hộ kín như bưng. Ít ai biết rằng, nhà khoa học lỗi lạc Marie Curie cũng từng dính vào một bê bối tình ái. Dù luôn thành công trong nghiên cứu khoa học, nhưng bà đã có một sự lầm lỡ trong chuyện tình cảm. Năm 1906, ông Pierre Curie đột ngột qua đời do bị xe ngựa của quân đội lao vào. Năm đó, bà Marie vừa bước sang tuổi 38. Mất đi người bạn đời, cũng là người đồng hành trong những công trình nghiên cứu, Marie đã suy sụp trong một thời gian dài. Về sau, bà gắng gượng trở lại và tiếp quản công việc giảng dạy của chồng ở trường đại học Sorbonne, trở thành nữ giáo sư đầu tiên của trường. Chẳng bao lâu sau, bà Marie đã để mắt tới một nhà khoa học có tên là Paul Ranvin, kém bà 5 tuổi, là học trò cũ của chồng. Người đàn ông này sáng láng, yêu khoa học y như Pierre Curie và vì thế mà có thể lấp đầy khoảng trống trong bà Marie. Ngoài ra, Paul còn đẹp trai và có ria mép rất nam tính. Tuy nhiên, điều duy nhất về Ranvin khiến cho Curie không thích đó là Ranvin đã có vợ và 4 người con. Biết rằng bắt đầu mối tình này sẽ mang tới nhiều thị phi, nhưng trái tim của Marie lại rạo rực yêu thương và khát khao hạnh phúc. Bởi vậy, Curie và Ranvin đã âm thầm bắt đầu một mối quan hệ yêu đương ướt át. Thậm chí bà Marie và Ranvin còn đã thuê ngôi nhà ở gần trường Sorbonne để bí mật gặp gỡ. Dù biết chồng mình lăng nhăng với nhiều phụ nữ khác trước đó, nhưng chính quan hệ của Ranvin với Curie đã khiến cho vợ của Ranvin giận dữ. Vợ của Ranvin đã thuê người đột nhập vào căn hộ của bà Marie và lấy đi một số thư từ tình cảm. 3 ngày trước khi Marie Curie giành giải Nobel thứ 2, vợ của Ranvin đã tung những bức thư cho báo chí, tuyên bố rằng cô ta muốn tiền và quyền nuôi con. Thông tin ngoại tình của Marie Curie dường như khiến cả nước Pháp rúng động. Dù thực tế là cuộc hôn nhân của Ranvin đã không hạnh phúc và ông ta đã ly thân với vợ, nhưng mà người ta vẫn thi nhau chỉ trích Marie là người phụ nữ xấu xa, mang dạ tâm cướp chồng của người khác, khi trong những bức thư của bà, nhiều lần bà thúc giục người tình ly hôn với vợ để cưới bà. Báo chí Pháp đã làm rùm beng vụ này rất dễ dàng bởi thời điểm đó người phụ nữ chịu nhiều thứ định kiến. Curie lại là một người nước ngoài, quê ở Ba Lan chứ không phải người gốc Pháp. Dưới những lùm xùm như vậy, Viện Hàn Lâm Khoa học Thụy Điển đã tìm cách thuyết phục bà Marie không đến Stockholm để nhận giải thưởng Nobel vì họ cho rằng chẳng hay ho gì khi một người ngoại tình gặp vua của Thụy Điển. Song, trong bức thư gửi Viện Hàn Lâm Khoa học Thụy Điển, Marie đã khẳng định rằng giải thưởng được trao nhằm tôn vinh cho những phát hiện về radium và polonium không liên quan tới chuyện riêng tư. Đồng thời, nhà bác học Albert Einstein cũng bảo vệ Curie, nói rằng bà nên tới Thụy Điển bất chấp mọi cáo buộc. Và cuối cùng, bà Marie vẫn tới Thụy Điển. Sau khi nhận giải Nobel, bà đã ngồi ăn bữa tối cùng với vua Thụy Điển, mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ. Dần dần, dư luận cũng quên đi vụ việc lùm xùm kia. Ranvin và vợ hàn gắn bất hòa ở tòa án và về sau làm lành. Dẫu vậy, Ranvin vẫn tiếp tục tăng tiệu với cô thư ký để rồi có một đứa con ngoài giá thú. Khoảng thời gian sau đó, bà Marie dành toàn bộ tâm sức cho việc nghiên cứu và bà mất vào năm 1934. Quý vị và các bạn thân mến, không thể ngờ rằng xung quanh cuộc đời Marie Curie lại có những bí mật bất ngờ đến như vậy. Thế nhưng chắc chắn những thành tựu khoa học của bà, những đóng góp của bà cho nền khoa học thế giới là điều khiến cả thế giới ghi nhớ mãi mãi. Ngoài những công hiến cho nghiên cứu khoa học, Marie còn là người thổi bùng đam mê khoa học cho các thế hệ sau. Tiếp nối sự nghiệp của cha mẹ, con gái của bà là Irene Joliot Curie từng nhận giải thưởng Nobel về hóa học vào năm 1935. Ngày nay, nhiều nghiên cứu và cơ sở giáo dục, trung tâm y tế trên thế giới được đặt theo tên của Marie Curie. Đến đây thì video ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin phép kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên dành tặng kênh một lượt đăng ký, like, share video nếu thấy nội dung hay, thú vị, bổ ích. Xin chào và hẹn gặp lại!